Vâng, em xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của cái bộ già non của X7A nhé. Đấy, con này thì em mới kiếm được cho các bác con X7A loa đây, phục vụ các bác nào mà cần phung bộ nhé. Vừa rồi em có lên con X7A này cho các bác xem rồi đấy nhé. Cái con này em đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Đấy, bây giờ các chức năng là đường quang, đường điện thoại và em test ở CD vẫn đang đọc nhé. Cảm ơn đây đọc luôn. Đấy, phút chức năng, nói chung con này phút chức năng luôn. Đấy thì bây giờ em ghép nốt cả cái nói X7A và đây em kiếm được đôi nữa để ghép vào đây thành cả bộ dàn nguyên bộ của nó cho các bác nhé. Phục vụ các bác nào cần cả một bộ dàn để về cái nhạc. Bộ này nghe nhạc vàng rất là hay luôn. Đấy, nhà sản xuất người ta đã tính toán chi ly cụ, chia lên từng tí một để mình nghe nhạc sao cho hay nhất rồi. Nên về thì việc cắm máy tính điện thoại vào, cắm được quang và đang nghe thôi, rất tuyệt vời nhé. Người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đã chết. Cái bộ này hàng đẹp luôn này, coi nhìn này. Và tất nhiên đây là hàng bãi thì có thể nó vẫn sẽ có một vài vết nọ vết kia một xíu, nhưng là không tránh được. Đấy, nhưng con này thì các bác nhìn này. Đấy, hàng ok luôn nha, đẹp. Đấy, thấy chưa? Đấy, cái này thì ở mặt trước đây thì cái chỗ này nó hơi bị, nó mất hai cái chân để cắm mấy cặp nhá. Còn lại ok. Nó làm bằng giấy gân cao su màu đỏ gỗ. Bày ở trong các cái phòng mà nội thất gỗ thì là quá tuyệt vời luôn, rất là nổi nhá. Đây. Còn gì máy giờ đây. Em sao nhớ máy đây. Với mong tình còn con X7A được rất nhiều anh yêu thích bởi vì nó có cái mặt khoác xanh. Ngày tháng, con mãi căng này nhá. Lời chào con này được yêu thích bởi vì nó có cái mặt khoác xanh. Thì cái mặt khoác xanh này thì nó nhìn đẹp hơn so với một số các dòng mặt khoác trắng với lại vàng. Đặc biệt là có cái núm volume nhìn rất là chất. X7A nhân dòng nâng cấp 17 tiếng hay hơn. Còn gì đau thương khi lắm giải mã thế đây là những hàng xịn sò hơn. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời dù xa. Đây con này thì mình có thể kết nối máy tính điện thoại và kết nối đường quang TV nghe nhạc như em nói từ đầu. Và em hiện tại em đang kết nối đường điện thoại đây, điện thoại máy tính qua đường dây AV đây nhá. Thì em đang cắm dây AV là vào đường này ở trên cùng này. Đây chính xác là một cái dây đầu 3.5 dài đầu AV. Thì hai đầu AV em cắm vào đây. Còn đầu 3.2 em cắm vào cái cổng telephone của máy tính. Đấy, và em chuyển cổng nhá. Em vẫn chuyển cổng. Em vẫn chuyển cổng vào đường này và sẽ có tiếng có đun to nhỏ để bạn to nhỏ tiếng đây. Giờ còn bài ca yêu ai viết trao ngày bỏ lại mình tôi nay thương nhớ theo ngày tháng. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đã chết rồi. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đã chết. Đường quang nhá, các bạn ấn chuyển này, hiện vụ là chuyển sang đường digital sẽ có tiếng nhá. Đấy. Cái bài này nó bị lỗi các bác ạ. Cái bài này nó bị lỗi. Nó chạy, các bác nghe được cứ sật 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 thôi. Đấy nhá. Đấy, tiếng nó phải như này. Cái bài vừa rồi là bài đầu ghi bị lỗi. Nó cứ tiến đến cái, nó không biết các bác nghe được không nha, mà ngoài em nghe rất là rõ, có tiếng cái kiểu kít ấy, giống như kiểu nó bị một cái gì nó gõ vào ấy, nghe rất là khó chịu. Nhà em cách hai đoạn đường dài. Cái bộ này thì vừa nghe nhạc vừa bày rất là đẹp. Rồi còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng một chiều thu lá. Một con đò sang sông, một cõi lòng bằng giá, một thoáng buồn mênh mông. Anh đến mừng em trong tiệc ra về men rượu ngâm hồng tiên.
Đây, cái đĩa này thì em cũng xin nói luôn em test thêm nhá. Này, nó sống thì là các bác dùng, nó chết thì bỏ nhá. Đấy. Cái này thì nói chung là mắt từ bên kia nó về thì nó đã có một sự khó nhất định rồi. Sẽ có những cái trường hợp đọc đĩa, có những trường hợp không đọc đĩa nhá. Đọc thì mình dùng, không đọc thì mình bỏ nhá. Như con này em cho cái đĩa này vào thì nó không đọc này. Nó báo không cũng không luôn. Đấy. Thì cái này chắc là cái cơ đĩa của nó đang hơi kém rồi. Cái hiện tượng báo không không này là cơ đĩa nó kém. Nó không nhận đĩa nữa. Đấy, X7A nhé. Thử nó nữa xem có được không. Không được luôn. Thử một cái đĩa khác không biết là có được không. Nếu không được, nếu mà nó được thì là cái con mắt này hơi kén đĩa. Nếu không được thì là cái mắt này nó lâu ngày nó kém quá, nó không đọc đĩa nữa rồi. À, như vậy là con này không đọc đĩa nữa. Ok. Đấy nha, thì con X7A này thì là lúc đó em test thì nó có đọc đĩa đấy, nhưng mà bây giờ thì nó tịt rồi. Cái mắt của bọn bãi này nhiều khi nó thế. Thì bác nào mà cần đọc đĩa thì là giá của nó thì là em sẽ mang đi ra nhờ các anh thợ các anh thay cho cái mắt khác nhá. Thì là các anh cộng thêm cho em khoảng 250 nữa. Đấy. Còn với con này thì là không đọc đĩa thì em bán con này với giá bộ này với giá là 1.990.000. Đấy, còn bác nào cần đọc đĩa thì là vui thì thêm cho em 250. Đấy. Cọc trước cho em cái số tiền đấy. Em sẽ mang đi em thay mắt cho các bác. Đấy. Đấy nhá. Thì cái mắt nó không ảnh hưởng gì lắm đâu. Thực ra thì bác nào cần CD thì chơi rồi, còn nó không bỏ cũng chả sao. Đấy, 1.990 cộng thêm 250 thì nó là 2.240.000 nhá. Này, 2.240.000. Đấy, bác nào mua thì liên hệ nha. À, nếu như mà cần chạy CD. Đấy. Còn giá bình thường của con này là không CD là 1.990.000 nhá. Này, bác nào mua liên hệ nhá. Vâng.